Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cbiz 24 giờ. Và hôm nay dưới showbiz Hoa Ngữ có thông tin gì đang hot mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Tiêu Chiến là nam minh tinh đỉnh cấp lưu lượng trong giới giải trí Hoa Ngữ. Nhờ vào sự thành công của web drama Trần Tình Lệnh trong mùa hè năm 2019, anh chàng trở nên nổi đình nổi đám và làm gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng lớn, cũng như trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho những vai nam chính của các bộ phim truyền hình. Sau khi thành danh, Tiêu Chiến hợp tác cùng nữ đỉnh lưu lượng Dương Tử trong phim mới Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, nhận được rất nhiều sự mong đợi của khán giả trong tương lai ngày càng sáng lạng này của anh chàng. Sau khi nổi tiếng, Tiêu Chiến đã vấp phải những khó khăn trong sự nghiệp của mình khi mà fan hâm mộ report trang AO3 dẫn đến việc anh chàng bị toàn mạng tẩy chay. Thế nhưng khi mọi chuyện dần đi vào ổn định thì sau đó lại xảy ra chuyện giáo viên là fan của Tiêu Chiến bắt học sinh ủng hộ nam diễn viên, một lần nữa kéo ngôi sao Trần Tình Lệnh vào vòng rắc rối. Hiện tại, Tiêu Chiến đang nhờ vào show Thanh Xuân Hoàn Du Ký 2 làm bước đệm để tái xuất. Mặc dù sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên vấp phải hạn chế, nhưng nhân khí của anh chàng không giảm, ngược lại còn tăng. Nhất cử nhất động của Tiêu Chiến đều thu hút sự chú ý, tranh luận cực lớn. Hai ngày trước, sản phẩm cơm hộp khai tiêu táo do Tiêu Chiến làm đại diện mở bán, 50 ngày phần đầu tiên vừa hết sạch. Qua đó có thể thấy rằng giá trị thương mại của Tiêu Chiến vẫn đang ở kỳ đỉnh cao. Khả năng thu hút của 50 tinh được chứng minh nhiều lần khi lượng tiêu thụ sản phẩm của Chân Quả Lạc vô cùng tốt. Cho nên dù chuyện 227 xảy ra, các thương hiệu cũng không có ý định sẽ rời bỏ anh. Ngoại trừ Tiêu Chiến thì tiểu thịt tươi quen mặt Lý Dịch Phong cũng là người đại diện cho sản phẩm Chân Quả Lạc. Lý Dịch Phong bước chân vào giới giải trí nhiều năm, danh tiếng và địa vị đã vững vàng, nhưng so với khoảng thời gian gần đây thì nhân khí và độ mang chủ đề của Tiêu Chiến rõ ràng cao hơn đàn anh rất nhiều. Cả hai người đều là đại diện cho sản phẩm Chân Quả Lạc. Vì tránh phát sinh những tranh luận không cần thiết, trang poster quảng bá thì một người đứng bên trái, còn người kia ở bên phải, đồng thời không hề cố ý thiên vị ai cả. Thế nhưng dù phía thương hiệu vô cùng thiện ý, nhưng các đại lý bán hàng lại ưu tiên cho minh tinh có khả năng thu hút sản phẩm nhiều hơn. Từ đây, sự thiên vị là điều khó thể tránh khỏi. Gần đây, một sản phẩm của Chân Quả Lạc có tổ chức offline tại Thành Đô. Từ hiện trường bố trí, vị trí đứng của hình ảnh vẫn như cũ, phong cách màu hồng và màu xanh tràn đầy sự trẻ trung. Thế nhưng dựa vào những chi tiết khác lại nhận ra rằng Tiêu Chiến được ưu ái hơn rất nhiều. Ngoại trừ tấm ảnh nền thì poster, móc chìa khóa, gối ôm, v.v. Tất cả những sản phẩm xung quanh đều có liên quan đến Tiêu Chiến, còn ảnh của Lý Dịch Phong chỉ xuất hiện trên các poster mà thôi. Hơn nữa, thông qua hình ảnh hiện trường, có thể thấy rằng trên bảng ký tên phía Lý Dịch Phong bị dụng cụ quảng bá che mất, căn bản không cách nào ký lên được. Những tình huống như thế cũng từng xuất hiện trong một hoạt động được tổ chức ở Giang Tô. Rất nhiều nhân vật, vật phẩm xung quanh đều chỉ dùng Tiêu Chiến. Với sự đối đãi khác biệt như thế, dẫn đến sự bất mãn của rất nhiều người fan hâm mộ của Lý Dịch Phong. Đối với việc này thì những fan lớn có sức ảnh hưởng của Lý Dịch Phong đã lên tiếng chất vấn phía sản phẩm tại sao không thể bình đẳng, đến sự tôn trọng tối thiểu cũng không có. Fan hâm mộ hy vọng phía sản phẩm đừng đổ trách nhiệm cho các đại lý, họ sẽ tích cực xử lý tốt chuyện này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi của sao Hoa Ngữ đến từ Cbiz 24 giờ các bạn nhé.